Bà xã Đức Tiến, Hoa hậu Bình Phương tiếp tục cố gắng cùng con là bé mèo đến thăm mẹ chồng trong chuyến về Việt Nam. Dù đã đến nhà lần thứ ba, nhưng hai mẹ con vẫn bị chặn cửa, không cho thăm, bị kẹt mặt đầy khó hiểu. Vừa qua, vợ diễn viên Đức Tiến, Hoa hậu Bình Phương đã đưa con gái là bé mèo năm nay 4 tuổi về Việt Nam. Trong chia sẻ trước đó, Bình Phương cho biết cô cùng con đến thăm nhà nội nhưng cổng khóa chặt. Khi cô gọi điện, gia đình nhà chồng không bắt máy. Mới đây, vợ Đức Tiến chia sẻ đã ghé thăm gia đình chồng để chào tạm biệt trước khi về lại Mỹ. Tuy nhiên, dù là lần thứ ba đến nhà, mẹ chồng của cô vẫn từ chối gặp mặt. Bình Phương bộc bạch, hôm nay là lần thứ ba gia đình mèo ghé thăm nhà bà nội để tạm biệt lần cuối trước khi trở về Mỹ và muốn thắp nén nhang cho anh Tiến. Tuy nhiên, gia đình đã bị từ chối dù bà nội vẫn có mặt ở nhà. Sau đó, Bình Phương đã đưa con gái đi thăm hỏi gia đình bố ruột và mẹ kế của Đức Tiến ở Biên Hòa. Được biết, bố mẹ của nam diễn viên đã ly hôn từ khi anh còn bé. Nhi Sáng, người mẹ thứ hai đã nuôi Đức Tiến từ bé. Bình Phương cho biết, gia đình trải qua đại tang khi bố chồng cô mất chưa lâu thì ông xã cũng theo về với Chúa. Bà xã Đức Tiến chia sẻ, hôm nay Phương đến thăm hai người có công nuôi dưỡng chồng của Phương từ nhỏ. Về đến đây phải đi thăm nội ngoại đầy đủ để cha mèo biết đến những người đã từng thương yêu ba mèo, cho ba mèo ăn học đầy đủ, công nuôi dưỡng rất nhiều. Anh Tiến từng tâm sự với Phương, người nào nuôi dưỡng anh Tiến, cuộc sống ngày nhỏ như thế nào. Khi đến nhà Nhi Sáng, Bình Phương cảm động vì được cả gia đình tiếp đón nồng nhiệt. Những người em cùng bố khác mẹ của Đức Tiến cũng có mặt để gặp gỡ chị dâu. Bình Phương nói thêm, ở đây bé mèo được cả gia đình nội yêu thương và chào đón nồng nhiệt. Không khí tại nhà Nhi Sáng và bên nội thật ấm áp. Với những tình cảm chân thành dành cho bé mèo, như thể tiếp nối sự gắn bó đã có từ khi anh Tiến còn nhỏ. Bé mèo cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm từ gia đình, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong chuyến thăm này. Đây chắc chắn là một dấu ấn đáng nhớ trước khi gia đình trở về Mỹ. Tình yêu thương từ phía nhà nội và dì Sáng đã góp phần gắn kết thêm mối quan hệ giữa các thế hệ, giúp bé mèo cảm nhận được sự ấm áp và sự kết nối gia đình. Sau khi đăng tải câu chuyện giữa Bình Phương với mẹ ruột và mẹ kế của chồng nhận về nhiều tương tác, phần lớn người xem đều bày tỏ sự thông cảm với nàng hậu. Quá tàm ba bận, vậy là Bình Phương đã làm tròn bổn phận con dâu, có dì Sáng như là mẹ của Đức Tiến, gia đình bà nội sau của bé mèo thật tình cảm. Sau khi Đức Tiến qua đời, Bình Phương vướng nghi vấn bất hòa với gia đình chồng. Mẹ ruột nam diễn viên từng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc vì con dâu không ký giấy tờ để bà sang Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối. Đến khi về Việt Nam hồi đầu tháng 9 vừa qua, Bình Phương đã ghé thăm gia đình nhà chồng nhưng cửa nhà đóng chặt không ai mở cửa. Ngoài ra, căn nhà của vợ chồng cô ở Việt Nam cũng bị khóa cửa, nên hậu buộc phải đưa con gái đi thuê chỗ ở tạm. Bà xã Đức Tiến nói trước đó, thấy mọi người có nhắn tin và bình luận nhiều qua thăm bà nội, nhưng Bình Phương mèo và gia đình có qua thăm nhưng đóng cổng, nhưng cửa trong nhà mở, gọi điện lại không bắt máy, vậy sao mà thăm nội? Nhà của vợ chồng Phương và anh Tiến nhưng lại không được vào, và cả mèo cũng đợi ngoài cửa. Đó là điều bất ngờ lớn nhất khi mèo lần đầu về Việt Nam. Hồi tháng 5 năm 2024, diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44. Dù được bạn bè đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng anh không qua khỏi do bị nhồi máu cơ tim.